Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà. Năm 2018 phải là một năm quyết tâm mới để có những thắng lợi mới. Đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai tích cực một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Một là Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai kịp thời nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bám sát định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của năm 2018, tạo một bước tiến mới trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh công tác đối ngoại, cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ cho phát triển, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí. Hai là các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, cơ quan điều tra tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng các cơ quan trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại, đấu tranh có hiệu quả âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và tệ nạn. Ba là trên cơ sở nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 và nghị quyết thông qua đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng triển khai thực hiện chương trình và đề án đảm bảo chất lượng thiết thực, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thứ tư, sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, đồng thời lắng nghe, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Trước mắt, các ngành các cấp thúc đẩy nhiệm vụ còn lại, đánh giá tổng kết năm, triển khai kế hoạch năm 2018, tăng cường chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà. Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Xin trân trọng cảm ơn.